Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Để được hoạt động, các cơ sở phải đáp ứng các tiêu chí như sau. Tiêu chí 1, cơ sở phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tiêu chí 2, cơ sở phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm theo đúng quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu và chứng từ liên quan. Tiêu chí 3, người lao động, khách hàng, người giao nhận hàng, người liên hệ phải thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Những người này cần được tiêm ngừa vaccine COVID-19, thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tính. Tiêu chí 4, cơ sở kinh doanh phải có biện pháp kiểm soát phòng chống COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế đối với người lao động, người ra vào. Tiêu chí 5, cơ sở phải bố trí khu vực giao nhận sản phẩm, có bàn trung chuyển và tách biệt khu vực khác, đảm bảo khoảng cách giữa hai người tối thiểu là 2 mét, trang bị nước rửa tay, sát khuẩn. Tiêu chí 6, cơ sở phải xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống COVID-19. Khu vực ăn uống đảm bảo mật độ tối thiểu 4m² cho một người, khoảng cách tối thiểu 2m hoặc là bố trí vách ngăn. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo 5 tiêu chí đầu tiên mới được hoạt động. Tiêu chí thứ 6 áp dụng với cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ của cơ quan doanh nghiệp có tổ chức khu vực ăn uống cho nhân viên.